thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long, sáng nay tỉnh đoàn phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long năm 2023. Ngày hội diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 8. Theo đó, trong sáng nay, các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, sinh viên của trường tham gia nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, như tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình cựu công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tham gia hội thao với chủ đề Khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban tổ chức ngày hội cũng tổ chức tập huấn tuyên truyền nhiệm vụ đề án 06 và hướng dẫn hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID để thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch nhân sự với chủ đề Tiến tới công dân số, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.